chào các bạn nhá. Hôm nay mình đi cào ốc ấy. Kiếm con ốc ăn. Cào thử xem nào. Lâu lắm hôm nay mới cào. Có ốc này nhiều lắm mọi người ơi. Quay. Đây này, nhiều lắm. Tuyệt vời luôn. Mẻ đầu tiên này. Đấy, rất là nhiều ốc mọi người ơi. Đây này. Tha hồ ốc này. Ốc ngon quá, cái này về lấu chuối đây. Tuyệt vời đấy. Ô, con mạch thứ hai đây này. Ao nhà. Cái nấm ốc. Đây. Mẹ thứ hai thì nó bị hấp. Năm bùn rất tuyệt vời, ốc rất ngon rồi. Hai mẻ này, ba con mẻ, ba con ốc này, món ốc này nướng muối rất tuyệt vời. Rất nhiều luôn. Đấy. Con nào con lấy mập. Đấy. Bắt được cả tôm nữa chứ. Ốc to. Ốc nhà mình ngon lắm. Khoai. Ừ. À, lấu lón khoai nữa gì. Khoai bồ tô đấy. Ừ. Cả nhà mình đi mò ốc các bạn ơi, đi cào ốc, món ốc cực ngon luôn, tuyệt vời. Bị vừa đi chợ về cái là đánh xe vào là tranh thủ cào ốc này có không gian luôn. Đây. Ôi trời, bị vướng rồi, như này bị dây nó rối. Lỗi kỹ thuật, không sao hết, mình sẽ chỉnh sửa lại. Quả này sẽ muốn được. Dây như này là tầm 8 mét dây. Quăng hết cỡ này thôi. Cái này mà ai mà không quay quăng quen là sẽ bị lộn này. Nhiều ốc lắm mọi người. Ốc này. Ở quê dễ kiếm được đồ ăn. Thích ăn ốc là có ốc, thích ăn cá cũng có cá. Quăng này. Rồi, tuyệt vời quá. Ốc rất nhiều. Nó nắm lên mới kéo. Rất nhiều ốc. Đây mọi người. Đây một mẻ rất nhiều. Tha hồ này. Một lúc là đã được cả bơ rồi. Rất nắm ốc. Ngon. Tuyệt vời luôn. Qua hai loại tôm à. Đấy, rất nhiều luôn. Đây con trai chết này. Rất nhiều. Đấy, khối này nhỉ? Ở chợ là mấy chục nghìn một cân này. Đây là mình chợ là bán 20.000 một cân. Dây tối chứ. Chắc là cái bờ tay mà
Mày cạn thế để ao cạn. Ôi trời. Con ông này chết rồi. Rồi, thì mình di chuyển lại chỗ này. Tiếp tục mình vào chỗ này nữa. Rất nhiều ốc các bạn ơi. Ao nhà rất tiện. À mẹ này không được. Mẹ này không được. Đặc biệt là nhà này hi hữu không có con nào luôn. Nó đang ngửa rồi. Chết rồi. Lại lỗi cái thời tiết rồi. Ngửa mất rồi. Con này phải quăng gần đi hết dây. Ôi mẹ này nhiều lắm. Hết xong rồi. Hai con ơi. Chết rồi, đi đông nhiều lắm. Tuyệt vời luôn. Rất nhiều ốc. Tha hồ ốc ăn các bạn ơi. Đấy, ở quê dễ kiếm ăn vậy nên mọi người ơi. Ốc này tí nữa về sạch dễ xẽ lên bắt đầu này. Vo sạch. Rêu xong rồi là ngâm. Ngâm với lại ớt. Để cho nó nhả sạch sẽ. Rồi cho vào luộc. Đây. Vào quá, mẹ này nhiều lắm. Ôi trời ơi. Mẹ này cực kỳ nhiều luôn. Ai chà. Dã man luôn mọi người ơi. Đây. Ở quê là dễ kiếm ăn vậy nên mọi người ơi. Ốc. Các bạn nằm ở thành phố thì nếu mới cơ hội mà để đi mà được cào được con ốc như này mọi người. Thấy một mẻ này. Bao nhiêu luôn. Rất là ngon. Con nào con đấy rất là mập. Đầy cái miệng luôn. Toàn ốc ao. Mình thẳng có dẫn nuôi con ốc ốc nhồi ốc đá. Ôi trời, một lúc đây con này phải đến 2 cân rồi. Mẹ này thế nào. Mẹ này thế hãy. Nó cũng mẹ nọ mẹ kia thôi. Rất nhiều ốc. Cái này mình sẽ quăng nó ở ngoài giữa đi. Ôi da, sao được con cá to thế này? Cá chết đâu chưa nhỉ? Xem nào, cá từ bao giờ đây? Thế mới chết rồi, thì con đi làm về kho cho con mèo ăn. Rồi để tí nữa mình. Sao được con cá chết ngầm thế nào?
Em ơi, cầm mấy cái gì, cầm con cá này về kho cho con mít con chó ăn này. Cái con cá chết này. Nhìn to lắm, từ tầm 5 tháng nặng ạ. Đây này, đây này. Ừ, không, khả năng là chưa ấy. Chưa nhưng chưa bị hôi. Ừ. Không, mùi không hôi. Hôi thì không ăn được đâu. Chứ không. Có ăn cả cái bếp à. Về kho cho con cái nha. Ôi giời ơi, nhiều mẹ nhiều chưa này. Anh sóc xong đi. Ôi giời ơi các bạn ơi. Ôi giời, dám cả vào cá này. Thì ngày đúng hôm qua ấy rồi, hôm qua chặt cái chỗ. Hôm qua thì em đem cái đấy, em đem. Đây. Đem đây. Không có gì đâu. Em hơi ngửi rồi, không có gì. Ui mẹ này nhiều lắm các bạn ơi. Ôi giời ơi. Tha hồ ốc này mọi người. Nhưng mà mẹ này thì có mà đến cả một bát con này. Ừ, cá còn mới chết. Ừ, cá mới chết đấy rồi. Tiếc nhè. Cào ngay vào. Ừ. Chắc là hôm qua nó chưa lổ nè, con nào ấy, con nó còn tươi. Chắc là hôm qua nhà mình nhờ cũng đánh chọc rồi thì kích. Hôm qua chọc kích rồi. Ừ. Ui giời, hôm nay tha hồ ốc ăn rồi. Thôi chắc là mình đánh đến đây thôi. Mình cào đây còn để bữa khác. Chứ mình bắt hết thì mai kia nó lại không mất giống mất. Ừ. Bây giờ mình sẽ cào. Ở dưới ao thì nó cũng nhiều con ốc chết, nó đến cũng có thể là bị chết bệnh. Đây. Nhiều lắm mọi người, mình sẽ dùng cái vàn thịt, mình rửa. Để những con nào mà bạc bạc thì mình sẽ cắt. Đây mình lấy tay mình vo, cho nó sạch cái rêu xong mình ngâm. Mai mới ăn được rồi. Phải ngâm mấy tiếng hồ. Nếu mà ngâm nhanh thì phải ngâm muối, ngâm ớt. À. Ngon lắm mọi người ơi. Có khoảng tầm 10 mẻ kéo thôi mà còn mấy cân ốc thôi mà. Tuyệt vời chưa? Bây giờ mình ngâm để mai ăn. Hôm nay mình làm video để quay cho mọi người xem nhé. Quay cho mọi người xem mình đi cào ốc, cách mình cào ốc. Tuyệt vời. Rồi. Rất là nhiều luôn. Video tới đây kết thúc mọi người nhé. Hôm nay mình cào ốc này để mà bây giờ mình phải đi ngâm để mai mới ăn được mọi người. Để nó ở dưới bùn dưới ao. Xin chào mọi người nhé. Xin chào.